suy niệm chủ nhật thứ hai mùa thường niên năm a bài của linh Một, nguyễn hữu an lời giới thiệu ngắn gọn trên các chương trình tv đều có một quảng cáo người ta giới thiệu sản phẩm cái gì cũng nhất cái gì cũng đẹp cũng bền thông tin quảng cáo đã tác động mỗi ngày nhiều lần vào người xem tạo nên một ấn tượng mạnh từ đó trong tiềm thức khách hàng sẽ tìm mua sản phẩm ấy Quảng cáo là giới thiệu những gì là độc đáo nhất mục đích của giới thiệu là để biết nhau muốn giới thiệu một người thì phải biết về người đó tùy theo mối liên hệ giữa hai người mà mức độ biết nhau nhiều hay ít nếu không biết rõ về một người thì có thể giới thiệu sai về người ấy trong phúc âm có đề cập đến việc giới thiệu có ba lời giới thiệu tiêu biểu chúa cha giới thiệu chúa kitô đây là con yêu dấu, làm đẹp lòng ta mọi đàn. Mắc theo chương 4 câu 17 Chúa Kitô giới thiệu Chúa Cha Ai thấy Thầy là thấy Cha Do An chương 14 câu 9 Do An tẩy giả giới thiệu Chúa Kitô Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa tội trần gian Người đến sau tôi, nhưng quyền thế hơn tôi Vì có trước tôi, Ngài làm phép rửa trong Thánh Thần Doan chương 1 câu 29 Trong khi toàn miền Jerusalem và Jude đang coi Doan như thần tượng thì chỉ vì để giới thiệu Chúa Kitô, Doan đã tự giả sự nối danh của mình lặng lẽ rút lui. Chúa Kitô giới thiệu Chúa Cha bằng cách nói cho người nghe hãy nhìn vào chính Ngài. Doan tẩy giả đã giới thiệu Chúa Kitô bằng cách nói cho người nghe đừng nhìn vào mình nhưng nhìn thẳng vào Chúa đây là cách giới thiệu chính xác nhất khi một người muốn giới thiệu cho người khác về Thiên Chúa. Khi Đức Giêsu đang đến, Gioan Tẩy Giả đã chỉ vào Đức Giêsu và nói: "Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian." Gioan chương 1 câu 29. Giới thiệu như thế, Gioan đã cùng một lúc chỉ ra hai thực tại lớn lao về Đức Giêsu: Ngài là chiên của Thiên Chúa, đồng thời Ngài cũng là đấng xóa tội trần gian khi gọi Đức Giêsu là chiên của Thiên Chúa. Gioan xác nhận Đức Giêsu là đấng vô tội và thánh thiện. Khi nói Đức Giêsu là đấng xóa tội trần gian, Gioan chỉ cho mọi người thấy Đức Giêsu chính là đấng cứu thế, đấng Messia là tôi tớ đau khổ của gia vê như tiên tri Isaiah đã từng nói đến trong cựu ước hai thực tại này gắn liền với nhau nơi con người và sứ mạng của đức giêsu chính vì là con chiên vô tội của Thiên Chúa nên Đức Giêsu mới có thể xóa tội của thế gian như con chiên được dùng làm của lễ đền tội trong Cựu Ước phải chịu xác tế Đức Giêsu cũng phải chịu đau khổ và chịu chết để trở nên của lễ hy sinh đền tội cho nhân loại con chiên hiến tế của Cựu Ước chỉ là hình bóng và dấu hiệu của Đức Giêsu là chiên Thiên Chúa đấng duy nhất thật sự xóa tội cho con người đấng duy nhất đem lại ân cứu độ cho nhân loại. Chỉ có con chiên thanh sạch và hiền lành, con chiên bị sắc tế mà không một lời thở than mới đền thay được tội lỗi. Chỉ có đấng vô tội mới có thể chết thay cho nhân các tội nhân. Đức Giêsu xóa tội của thế gian bằng cách gánh vào mình Ngài tội lỗi của tất cả nhân loại, từ tội của nguyên tổ Adam cho đến tội của người sau hết của nhân loại. Trước cuộc khổ nạn và cái chết đau thương tuổi nhục trên thập giá, Ngài đã đền thay tội lỗi của tất cả nhân loại. Từ nay, nhân loại đã được giao hòa với Thiên Chúa, được sống trong ân tình của Ngài và cửa thiên đàng đã được mở lại cho tất cả mọi người. Mặc dù chúng ta là người tội lỗi, nhưng đã được rửa bằng máu của công chiên Thiên Chúa và được tham dự vào bàn tiệc thánh thể trong mỗi thánh lễ trước khi hiệp lễ chúng ta cầu xin chúa giêsu bằng lời nguyện lại chiên thiên chúa đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con liền sau lời nguyện đó linh mục chủ tế cũng giới thiệu chúa giêsu thánh thể cho cộng đoàn bằng những lời như gioan đã giới thiệu chúa giêsu với dân chúng năm xưa đây chiên thiên chúa đây đấng xóa tội trần gian chúng ta cầu xin cùng đức kitô chiên thiên chúa Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi nhất là tội trần gian. Người tín hữu thường được gọi là con chiên của Chúa. Danh hiệu đó ngầm chứa một lời cầu chúc. Mong cho người tín hữu được xếp vào loại chiên trong ngày phán xét, được đứng bên hữu vua thẩm phán, được vào hưởng vinh quang trong nước Chúa. Nhưng danh hiệu đó phải chăng cũng gợi lên một ước mong. Ước mong người tín hữu sống theo gương của chiên thiên Chúa ước mong những con chiên nối gót theo chiên mẹ đầu đàn đi vào con đường hiền lành khiêm nhường ước mong đoàn chiên tự hiến đời mình như một của lễ dâng lên thiên chúa và ước mong đoàn chiên gánh lấy số phận của người khác để yêu thương đoàn kết liên đới chia sẻ với anh em trong tất cả mọi niềm vui nỗi buồn của họ thiên chúa là tình yêu vậy lời giới thiệu trung thực nhất phải là lời ca ngợi về một Thiên Chúa tình thương. Để nói về tình thương, chúng ta phải có kinh nghiệm về tình thương. Cách chuyển thể thông chính xác nhất. Tình thương của Thiên Chúa là bản thân mỗi người yêu tha nhân với tấm lòng chân thành của mình. Lời giới thiệu của Gioan Tẩy giả về Chúa Kitô rất ngắn. Điều đó nhấn nhủ rằng để giới thiệu về Chúa chưa chắc đã cần nói nhiều, vì nói nhiều chưa chắc đã là nói hay Nói hay mà không đúng thì chỉ làm người nghe lạc lối Để giới thiệu về Chúa cần nói đúng và sống điều mình rao giảng Khuôn mặt đóng nhất của Chúa là tình yêu thương Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài Doan chương 3 câu 16 Và tình yêu thương ấy là không có tình yêu nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình Doan chương 15 câu 13 bài của linh mục du xe nguyễn hữu a